cải tạo hình tiêu chiến trong phim cổ trang mới. Phất lên như diều gặp gió nhờ dự án Trần Tình Lệnh. Bên cạnh diễn xuất, Tiêu Chiến còn được mệnh danh đệ nhất mỹ nam cổ trang. Thế nhưng trong tạo hình ở Tàn Hải Truyện, nam thần vạn người mê lại có tạo hình gây tranh cãi. Vì đâu nên nổi này? Người hâm mộ nam thần Tiêu Chiến vừa qua đã không khỏi vui mừng trước tin sao nam sẽ gia nhập đoàn phim Tàn Hải Truyện. Ở dự án cổ trang này, chàng mỹ nam hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi và hứa hẹn sẽ bùng nổ khi lên sóng trong thời gian sắp tới. Sẽ chẳng có gì nếu như mới đây một số hình ảnh Tiêu Chiến trên phim trường Tàn Hải Truyện được hé lộ. Đây là loạt ảnh được cho là vẫn chưa qua chỉnh sửa. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mỹ nam cổ trang vạn người mê lại lộ những khuyết điểm thông qua loạt ảnh này. Trong anh chàng hốc hác, thiếu sức sống khác hẳn với những ảnh đẹp lung linh trước đó, nhiều người cũng đã bày tỏ sự thất vọng trước nhan sắc thật không qua Photoshop của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, một bộ phận đã ra lời bên vực sao nam khi cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc, không thể đánh giá cục diện. Chưa kể, còn có thể là do lịch làm việc quá dày đặc, cho nên anh chàng không có đủ thời gian để chăm sóc lại ngoại hình của mình. Minh chứng được đưa ra là vừa quay xong Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh, Tiêu Chiến đã ngay lập tức phải vào đoàn phim Tàn Hải Truyện. Tàn Hải Truyện là dự án phim rất được mong đợi trong năm 2024 này. Dự án là sự kết hợp của Tiêu Chiến và mỹ nhân Trương Tịnh Nghi. Bỏ qua nhan sắc ở tạo hình phim mới thì Tiêu Chiến đang có một khởi đầu thuận lợi trong năm 2024 khi có nhiều dự án đã ghi hình xong, đợi lịch chiếu và cũng có những dự án đang bấm máy. Điều này cũng không quá khó với một đỉnh lưu như sao nam đúng không nào? Trong năm 2023, Tiêu Chiến có đến 3 bộ phim được lên sóng là Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt Bên Tôi. Cả ba nhìn chung đều thành công giúp anh chàng củng cố địa vị ở mảng truyền hình. Ở Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Trang Sina nhận xét Tiêu Chiến diễn xuất linh hoạt, vai xung sinh của anh chàng được nam diễn viên diễn lại rất chân thật, tạo cảm giác gần gũi hơn với công chúng. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến cũng linh hoạt, sáng tạo, bổ sung thêm những chi tiết ngoài kịch bản để tăng tính thuyết phục cho câu chuyện. Anh thêm thoại tự ứng phó các phân cảnh cùng diễn viên đóng vai Lý Thượng Du. Chưa hết đâu nha, sự chuyển đổi giữa các vai diễn của Tiêu Chiến cũng rất linh hoạt và nhạy bén. CCTV6 cho rằng anh có tiềm năng trở thành tính cách diễn viên, có nghĩa là diễn viên có sở trường vận dụng kỹ năng biểu diễn để tạo nên các nhân vật với nhiều loại tính cách khác nhau. Đài tư của Tiêu Chiến trong phim cũng được đánh giá là khá cao với việc thoại nhuần nhuyễn, tự nhiên bằng tiếng Bắc Kinh, phương ngữ hoàn toàn khác với quê hương của Tiêu Chiến là Trùng Khánh. Nắng Gắt Bên Tôi là bộ phim truyền hình thứ hai của Tiêu Chiến lên sóng trong năm 2023, thuộc thể loại hiện đại. Ở Nắng Gắt Bên Tôi, Tiêu Chiến vào vai chàng sinh viên đôi mươi Thịnh Dương mới ra trường, vừa đi làm ở một công ty về thiết kế quảng cáo. Vì là lính mới nên Thịnh Dương đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nhất là chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Ở tập phim đầu tiên, nhan sắc và khí chất tuổi trẻ của nam diễn viên khiến cho khán giả thích thú dù anh chàng đã qua ngưỡng 30. Với những tập phim đầu tiên lên sóng, phim nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả. Trước đó, phim đạt rating trung bình là 1,47% cho tập 1 và đạt đỉnh lên đến 1,59%. Có thể thấy Tiêu Chiến là cái tên đáng gờm khi sở hữu nhiều thành tích chiếu đài ấn tượng. Ngọc Cốt Dao là dự án cổ trang Tiêu Chiến tham gia được lên sóng vào năm 2023. Vẫn là cái tên hút, cho nên khi lên sóng, Ngọc Cốt Dao đã nhận về thành tích ấn tượng. Nhân vật thời ảnh của Tiêu Chiến liên tục đứng hạng 1 trên các bảng xếp hạng, át phía hoàn toàn các đối thủ khác. Thậm chí các nền tảng lớn ở Trung Quốc đã lên bài công nhận Ngọc Cốt Dao là phim bạo đầu tiên của mùa hè năm 2023. Trên các bảng xếp hạng, nhân vật của Tiêu Chiến liên tục phá 9.0, bỏ xa Dương Dương, Triệu Lộ Tư. Phim kết thúc với cái kết mở dành cho các nhân vật. Mặc dù nhận nhiều thành tích khủng, song nhiều người vẫn cho rằng Tiêu Chiến phải gánh Ngọc Cốt Dao còng lưng. Cụ thể, nhan sắc gây thất vọng của Nhậm Mẫn được nhắc đến nhiều nhất. Mọi chuyện càng thêm phần căng thẳng khi khán giả cho rằng ekip đã có màn xử lý không khôn khéo. Họ chỉ ra rằng họ phát hiện đoàn phim Ngọc Cốt Dao đã âm thầm xóa đi hết các phân cảnh màu phim tệ, dìm nữ chính Nhậm Mẫn. Từ chi tiết này, khán giả cho rằng tại sao ekip không có một thông báo chính thức nào về việc này và cũng như là giải thích xin lỗi trước những hình ảnh không đẹp mắt trong khâu tạo hình mà lại âm thầm xóa đi những phân cảnh gây tranh cãi. Điều này khiến cho nhiều người nhận định ekip đang né tránh, giấu giếm những thiếu sót của mình chứ không minh bạch nhận lỗi. Trước đó, đoàn phim cũng mất điểm vì xây dựng kịch bản, màu phim cũ kỹ và không còn hợp thời. Bạn đánh giá như thế nào về hai dự án cổ trang mới của Tiêu Chiến cũng như ba dự án đã lên sóng của anh chàng trong năm 2023? Hãy bày tỏ quan điểm cảm nhận của mình để IBIS được biết với nha.